pháp y đã phát hiện ra một số thứ không ngờ tới ở vùng kín của người phụ nữ, và số lượng còn không chỉ một. Ngay cả cảnh sát cũng băn khoăn không biết những thứ này là gì. Pháp y lại lấy ra một hạt đào từ cơ thể. Điều càng làm người ta kinh ngạc hơn là, nếu ghép những mảnh vỡ này lại với nhau, thì lại tạo thành một quả đào nguyên vẹn. Điều này cũng có nghĩa là, hung thủ có thể đã cưỡng bức nhét quả đào vào cơ thể nạn nhân, sau đó dùng phương pháp tàn nhẫn để làm vỡ nó. Nhưng điều khó tưởng tượng hơn là, lý do hung thủ sử dụng phương pháp tàn nhẫn như vậy, chỉ để làm nhục sự bất lực của cảnh sát Hàn Quốc, bởi vì hắn đã liên tiếp giết chết 5 phụ nữ và thích gây án vào những ngày mưa, chuyên chọn phụ nữ đi ra ngoài một mình làm mục tiêu, dùng một sợi dây thừng thô để trói con mồi, sau đó đưa họ đến khu rừng nhỏ kín đáo và thực hiện hành vi xâm phạm dưới sự che chở của cơn mưa lớn. Sau khi thỏa mãn dục vọng, họ dùng tất hoặc nội y của mình để siết cổ người khác đến chết, cuối cùng cũng không quên đặt quần lót lên đầu nạn nhân, che khuất đôi mắt tuyệt vọng và bất lực của họ. Điều kinh hoàng hơn là, bộ phim được chuyển thể từ một vụ án tội phạm thực sự ở Hàn Quốc. Nó khiến vô số khán giả thở không ra hơi suốt 132 phút, nhưng lại khiến người dân Hàn Quốc sống trong sợ hãi suốt 33 năm. Năm đó, hung thủ đã tàn sát tổng cộng 10 phụ nữ, trong đó có một bà lão 70 tuổi và một cô gái tuổi hoa niên chỉ mới 14 tuổi. Vào năm 2003, khi bộ phim được công chiếu, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy một manh mối nào. Do đó, đây là bộ phim duy nhất được làm để hung thủ xem, đồng thời cũng là tác phẩm làm nên tên tuổi của đạo diễn Phượng Tuấn Hào. Vậy hãy cùng chúng tôi khám phá vụ án bí ẩn hàng đầu Hàn Quốc và tìm hiểu bí mật đằng sau nó. Cảnh mở đầu của phim đã rất năng lượng. Một vài đứa trẻ đã phát hiện một thi thể nữ trong mương nước bên đường. Cô gái đó bị lột trần truồng, đôi tay bị trói sau lưng, ròi bò trên cơ thể cô. Điều này cho thấy cô ấy đã chết từ lâu. Thám tử Lão Sòng đã điều tra tất cả những người liên quan, nhưng chưa kịp hoàn tất việc điều tra, một cuộc gọi báo cảnh sát khác đã phá vỡ suy tư của ông. Một cô gái trẻ khác bị giết một cách tàn nhẫn. Khi Lão Sòng đến hiện trường, ông phát hiện nạn nhân lần này gặp phải hoàn cảnh tương tự như nạn nhân trước, đôi tay vẫn bị trói sau lưng, đầu còn bị đeo quần lót, vẫn là bị xâm hại rồi bị siết cổ đến chết. May mắn là lần này hiện trường để lại bằng chứng, Lão Sòng tìm thấy một dấu chân. Nhưng ngay khi ông đang chờ đồng nghiệp phòng giám định, một chiếc máy kéo lao qua, tình cờ cắn phải dấu chân đó, manh mối then chốt bị hủy hoại. Điều này cho thấy ý thức phòng bị lúc đó kém đến mức nào. Sau đó, Lão Sòng đã tâm sự với bạn gái. Anh nghĩ rằng điều này có thể giảm bớt áp lực, nhưng bạn gái lại đưa cho anh một manh mối quan trọng. Con trai ngốc của chủ tiệm thịt nướng trong thị trấn từng thầm yêu người đã chết, nhưng có khuôn mặt xấu xí, luôn bị người đã chết khinh thường. Nhưng người này cứ dai dẳng không bỏ cuộc, hàng ngày đều lén lút theo dõi người đã chết. Vì vậy, kẻ ngốc này bị nghi ngờ rất lớn. Thế là Lão Sòng quyết định đưa anh ta về thẩm vấn. Tuy nhiên, dù Lão Sòng dùng mọi cách dụ dỗ hay đe dọa, thậm chí đối mặt với sự tra tấn khắc nghiệt của cảnh sát, anh ta vẫn kiên quyết phủ nhận tội lỗi của mình. Nhưng Lão Sòng đã không còn quan tâm đến sự thật ra sao. Anh ta lấy đi đôi giày của kẻ ngốc, để lại dấu chân tại hiện trường vụ án, sau đó chụp ảnh để lại bằng chứng, cố gắng dùng chứng cứ giả mạo để ép kẻ ngốc nhận tội. Tuy nhiên, hai vụ án này đã thu hút sự chú ý của cấp cao hơn. Họ đã cử thám tử Lão Sử từ Hàn Thành đến, nhưng thị trấn này đã bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi. Lão Sử chỉ muốn biết vị trí của đồn cảnh sát, kết quả là bị coi như kẻ biến thái và bỏ chạy, vô tình trượt chân ngã vào bụi cỏ. Lão Sử vội vàng cứu người cũng nhảy xuống theo. Cảnh tượng này vừa lúc bị Lão Tống, người đang trở về đồn cảnh sát, chứng kiến. Lão Tống thấy người phụ nữ liên tục hét lên và hiểu lầm rằng Lão Sử đang bắt nạt cô ấy, bay người một cú đá khiến người kia ngã xuống rồi đánh một trận tơi bời, thậm chí còn còng tay anh ta lại. Nhưng sau đó mới phát hiện ra, người này hóa ra là đặc phái viên đến từ Seoul. Bạn nên nói với tôi trước. Lỗi của tôi. Làm sao một cảnh sát có thể võ công kém đến thế? Làm sao một cảnh sát có thể có khả năng nhận diện tội phạm kém đến thế? Sau khi trở về, Lão Tống cầm ảnh chuẩn bị ghi lời khai, nhưng đối mặt với những bằng chứng được gọi là này, kẻ ngốc cứ cắn răng khẳng định sự vô tội của mình. Nhưng Lão Tống không từ bỏ, anh ta dẫn kẻ ngốc đến khu rừng nhỏ yên tĩnh, nếu không thừa nhận thì sẽ chôn sống anh ta. Thấy kẻ ngốc vẫn thờ ơ, Lão Sòng bắt đầu sỉ nhục khuôn mặt bị bỏng của anh ta, có lẽ đã bị kích động. Kẻ ngốc bắt đầu nói lắp bắp về chuyện xảy ra vào đêm đó. Lão Sòng lập tức lấy máy ghi âm ra để ghi lại. Bên cạnh đường tàu, trong cánh đồng lúa đó, cổ họng của cô ấy, cổ họng của Sinh SH, siết chặt nó lại. Dùng cái gì? Đồ lót của cô ấy. Dùng đồ lót màu trắng của cô ấy. Siết chặt cô ấy lại. Rồi sao nữa? Tất dài của cô ấy. Lột ra từ chân cô ấy. Sau đó, thân thể của Sinh SH rung lên. Cô ấy trông như đã chết hẳn. Sau đó thì sao? Đầu cô ấy đã được che lại. Dùng cái gì? Quần lót của cô ấy. Dùng quần lót của cô ấy. Đã che đầu cô ấy lại. Tại sao lại làm như vậy? Làm sao tôi biết được? Dù tuy nhiên, kẻ ngốc không còn hợp tác nữa, nhưng lời khai của anh ta đã đủ để kết tội anh ta. Nhưng ngay khi đồn cảnh sát chuẩn bị thông báo khen thưởng, chỉ có Lão Sử cảm thấy có điều gì đó khác thường. Phương pháp buộc dây của hung thủ rất chuyên nghiệp, không thể là đôi tay tàn tật của kẻ ngốc có thể thực hiện được. Nhưng giám đốc đồn cảnh sát quá háo hức muốn thành tích nên không nghe lời Lão Sử, thậm chí trong quá trình mô phỏng tội phạm tại hiện trường. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cha của kẻ ngốc luôn bào chữa cho anh ta. Kẻ ngốc cũng bắt đầu chống lại việc chỉ định hiện trường trở thành trò hề. Vụ án không những không được giải quyết mà còn bị truyền thông phơi bày, chỉ trích cảnh sát địa phương về việc tra tấn để ép cung và xử lý vụ án một cách cẩu thả. Áp lực dư luận khiến cảnh sát lập tức rơi vào tình thế khó khăn. Trong tình huống thiếu bằng chứng thực tế, cảnh sát buộc phải thả kẻ ngốc. Vụ án này lại một lần nữa rơi vào bế tắc. May mắn thay, Lão Sử đã phát hiện ra một manh mối quan trọng.
hai nạn nhân đều mặc quần áo màu đỏ khi bị giết. Quan trọng hơn, hung thủ có thói quen gây án vào những ngày mưa. Không chỉ vậy, lão Sử cho rằng nếu quy luật này tiếp tục thì có lẽ đã có nạn nhân thứ ba, bởi vì ông ấy biết gần đây có một vụ mất tích của một phụ nữ cũng xảy ra vào một ngày mưa, và cô ấy cũng mặc quần áo màu đỏ vào thời điểm đó. Cảnh sát lập tức điều động hai đội và bắt đầu cuộc tìm kiếm toàn diện. Kết quả không lâu sau đã tìm thấy một thi thể nữ, hoàn cảnh giống hệt như vụ án trước, do đó có thể khẳng định đây là hành vi của cùng một kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, hiện trường vẫn không có bất kỳ manh mối hữu ích nào. Điều này khiến lão Tống và lão Sử cảm thấy áp lực gấp bội, thậm chí còn xảy ra tranh cãi gay gắt. Giám đốc nhìn thấy và cảm thấy lo lắng, nói với họ rằng ngày mai lại là một ngày mưa to, phải bắt giữ hung thủ trước khi hắn ta gây án một lần nữa, không thể để xảy ra thêm các vụ án tương tự. Vào tối hôm sau, họ phái một nữ cảnh sát mặc áo đỏ, cô ấy đi một mình trên con đường nhỏ tối tăm, và có một bóng đen trong rừng ở xa chăm chú nhìn nữ cảnh sát không rời mắt. Đó chính là lão Sử, người đảm bảo an toàn cho nữ cảnh sát. Ai ngờ dù mưa tầm tã, họ vẫn không thấy hung thủ xuất hiện. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể trốn vào phòng cảnh sát gần đó để tránh mưa. Cùng lúc đó, ở làng bên cạnh, một người phụ nữ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chồng, kêu cô ấy đến nhà máy mang ô. Để phòng ngừa tai nạn, cô ấy cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ, lo sợ gặp phải kẻ sát nhân như quỷ dữ trên đường. Tuy nhiên, dù cẩn thận đến mấy, cô ấy cũng không thể tránh khỏi bi kịch này. Khi cô ấy đi qua một cánh đồng lúa, hung thủ bất ngờ nhảy ra từ đám cỏ trong đồng lúa. Thi thể của cô được cảnh sát tìm thấy vào ngày hôm sau. Phương thức phạm tội hoàn toàn giống nhau, lại dùng mưa để rửa sạch dấu vết, nhưng điều khác biệt là lần này nạn nhân không mặc áo đỏ. Điều này có nghĩa là quy luật đã được phát hiện trước đó đã bị thay đổi. Cả vụ án đã trở lại điểm xuất phát, nhưng hiện tại không có bất kỳ manh mối nào. Bước tiếp theo nên làm gì đây? Lúc này, lão Sòng đột nhiên có một ý tưởng. Anh ấy nghĩ rằng có thể không có manh mối cũng là một loại manh mối. Trước đây, hiện trường vụ cưỡng hiếp luôn có tóc của thủ phạm, nhưng những vụ án này không để lại một sợi tóc nào. Anh ấy cho rằng thủ phạm rất có thể là Thanh Long, tức là một gã không có tóc, nhưng cục trưởng không đồng ý với điều này. Anh ấy nghi ngờ liệu có phải lột quần của tất cả đàn ông trong thị trấn để kiểm tra từng người một không. Rõ ràng cục trưởng không đánh giá cao phương pháp này. Và lúc này, nữ cảnh sát đã phát hiện ra một điều quan trọng, đó là mỗi khi trời mưa sẽ có người yêu cầu phát một bài hát tình buồn trên đài. Nghe tin này, lão Sử như một thợ săn phát hiện ra con mồi, lập tức đến đài phát thanh để tìm người này. Nhưng đã đến muộn một bước, tất cả các tấm mưu thiếp đã bị ném vào thùng rác, rất có thể chúng đã bị đốt cháy. Còn lão Song cũng không nhàn rỗi, liên tục vài ngày đầu tiên vào nhà tắm công cộng, không những không tìm thấy cái gọi là Thanh Long, thậm chí còn bị nhầm là kẻ biến thái. Tuy nhiên, anh ấy không từ bỏ. Buổi tối, anh ấy tìm đến một bà đồng, bởi vì phương pháp khoa học đã không còn hiệu quả, chỉ có thể dùng huyền học để tìm ra thủ phạm. Bà đồng đã đưa cho anh ta một tờ giấy phép đã được phù phép, nói với anh ta chỉ cần lấy đất từ hiện trường vụ án, đổ vào mực do bà đồng pha chế và khuấy đều, sau đó đặt lên tờ giấy phép, sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt của thủ phạm. Nhưng trong quá trình chờ đợi, họ thấy một người lạ tiến đến từ xa. Lão Song lập tức ẩn nấp, nhưng phát hiện ra người đó lại là lão Sử. Anh ta cũng đang tìm kiếm manh mối, bỗng nhiên có một bóng dáng tiến đến từ xa. Lão Sử đột nhiên căng thẳng, anh ta thấy người đó lấy một bộ đồ lót nữ từ trong quần ra, sau đó đặt nó vào vị trí của xác chết, bắt đầu hành vi kỳ lạ. Lão Tống cho rằng đây có thể là hung thủ quay lại hiện trường, quyết định ngay lập tức hành động, nhưng bỗng nhiên có tiếng cành cây gãy thu hút sự chú ý của người đàn ông đáng ngờ. Anh ta lập tức quay đầu định chạy trốn. Lão Tống và một vài đồng nghiệp theo sát phía sau, nhưng khi đuổi tới nhà máy, họ lại sững sờ, bởi vì ở đây toàn người mặc đồ đen, hoàn toàn không thể xác định được ai là người đàn ông đáng ngờ. Lúc này lão Tống chăm chú quan sát mọi động tác của từng người, đây là hy vọng cuối cùng của họ. Cuối cùng anh ta đã xác định được một người đáng ngờ. Khi người đó cúi xuống làm việc, lộ ra chiếc quần lót ren màu hồng, lão Tống không chần chừ, lập tức tiến lên kiểm soát người đó. Sau khi đồng nghiệp xác nhận mục tiêu, lợi dụng lúc không đề phòng, đá một cú bay tới, và thế là người đàn ông đáng kinh bị đưa về đồn cảnh sát. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, anh ta kiên quyết phủ nhận cáo buộc giết người. Về lý do tại sao anh ta lại đến đó vào nửa đêm để làm chuyện xấu, mọi chuyện bắt nguồn từ vụ án giết người hàng loạt gần đây, kích thích dopamine của anh ta. Người trong nhà bị bệnh nặng không thể làm hài lòng anh ta, vì vậy anh ta đã trộm đồ lót của cô em vợ, đến hiện trường tội phạm tìm kiếm sự kích thích khác biệt so với hàng ngày. Lão Sòng rõ ràng không tin lời giải thích này, đành phải bắt đầu tra tấn để ép cung. Cuối cùng, người đàn ông đáng khinh buộc phải thú nhận tội ác. Tuy nhiên, khi ghi lời khai của người đàn ông đáng khinh lại đầy lỗ hổng, hoàn toàn dựa trên mô tả của báo chí để bịa đặt, còn nói rằng mình đã gặp kẻ sát nhân trong nhà vệ sinh của trường. Nhưng câu nói này lại thu hút sự chú ý của lão Sử, bởi vì hôm đó khi đang trú mưa, hai nữ sinh tiết lộ có kẻ giết người lảng vảng gần nhà vệ sinh của trường. Lúc đó anh ấy không để ý, nhưng bây giờ anh ấy quyết định đi xem. Lão Sử trước tiên tìm đến cô nữ sinh đó, sau khi biết được vị trí cụ thể, anh ta một mình đến nơi đó. Điều bất ngờ là anh ta không tìm thấy kẻ giết người, nhưng lại phát hiện ra manh mối mới. Một nữ giáo viên nói với anh ta, có một người phụ nữ sống trong túp lều tranh ở nhà vệ sinh phía sau núi, thường xuyên khóc lớn vào ban đêm. Thế là lão Sử đến đây, gặp một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ thấy anh ta liền hoảng sợ chui vào nhà, thậm chí không cho anh ta cơ hội nói chuyện. Lão Sử đành phải nhờ cảnh sát nữ giúp đỡ. Biết được từ miệng cô ấy, người phụ nữ hóa ra là nạn nhân đầu tiên của vụ án mạng hàng loạt, nhưng cũng là người sống sót may mắn duy nhất. Hồi tháng 9 năm ngoái, tên sát nhân đã tấn công cô ấy bằng cách thức tương tự. Có lẽ vì không nhìn thấy mặt đối phương, cô ấy mới may mắn sống sót. Chỉ nhớ rằng tay của kẻ sát nhân rất mềm, mềm như tay của phụ nữ. Lão Sử vội vã quay lại đồn cảnh sát, kiểm tra tay của người đàn ông đáng ngờ, nhưng phát hiện ra tay anh ta rất thô ráp và đầy chai sạn, rõ ràng trái ngược với suy luận trước đó. Tuy nhiên, lão Tống lại không hài lòng về điều này. Anh ta cho rằng lão Sử nên chấp nhận sai lầm. Dù sao người đàn ông đáng ngờ cũng đã thừa nhận tội lỗi của mình, việc phải thả anh ta ra khiến lão Tống không thể chấp nhận. Hai người thậm chí đã bùng nổ một cuộc xung đột gay gắt trong văn phòng.
ngay cả giám đốc cũng không thể tách họ ra. Đúng lúc này, điệu nhạc thúc giục mạng sống vang lên từ radio. Lão Sử đi đến cửa sổ, thấy những giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, anh ta nhận ra rằng kẻ sát nhân sắp tái phạm. Nhưng vào thời điểm này, họ lại bất lực. Sáng hôm sau, họ nhận được cuộc gọi báo động. Thi thể của một phụ nữ được phát hiện bên bờ sông, cơ thể thậm chí còn được nhét đầy 9 mảnh đào. Đây là sự khiêu khích trắng trợn của kẻ sát nhân đối với họ. Đúng vào lúc mọi thứ dường như hoàn toàn tuyệt vọng, nữ cảnh sát bất ngờ tìm thấy thông tin của người yêu cầu bài hát vào đêm đó. Lão Song và họ lập tức đến nhà máy gần đó. Họ đã tìm thấy người yêu cầu bài hát, Park Jae Hwan. Lão Su đầu tiên nhìn vào tay của anh ta. Quả nhiên, tay mềm mại như đôi tay của phụ nữ. Và Park Jae Hwan cũng là một quân nhân mới xuất ngũ, có đủ khả năng giết người. Và anh ta đã đến thị trấn vào tháng 9 năm ngoái. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thời gian vụ án đầu tiên xảy ra. Kết hợp với hành vi yêu cầu bài hát của anh ta, bây giờ tất cả bằng chứng đều chỉ về phía anh ta. Nhưng Park Jae Hwan lại cứng đầu như vịt chết, kiên quyết phủ nhận mình là kẻ giết người. Mặc dù trên người Park Jae Hwan có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có bằng chứng trực tiếp và không thể tìm thấy nhân chứng. Cảnh sát phải thả anh ta trong vòng 24 giờ. Lão Song muốn dùng tra tấn để ép Park Jae Hwan phải chịu thua, nhưng cũng sợ rằng sẽ đi đến mức thẩm vấn người ngốc như trước đây. Lão Sử đột nhiên nhớ lại rằng kẻ ngốc từng mô tả chi tiết về vụ án. Nếu anh ta không phải là thủ phạm, thì khả năng lớn nhất là anh ta là nhân chứng đã chứng kiến vụ giết người. Vì vậy, họ vội vàng đến nhà hàng của kẻ ngốc. Khi thấy họ, kẻ ngốc trông rất sợ hãi. Anh ta nghĩ rằng cảnh sát sẽ bắt giữ mình một lần nữa, do đó anh ta liều mạng chạy trốn, thậm chí còn trèo lên cột điện. Sau một hồi an ủi, kẻ ngốc mới bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, họ đã không đoán sai. Vào ngày xảy ra án mạng, kẻ ngốc đã nhìn thấy kẻ giết người trong khoảnh khắc tia chớp lóe qua. Anh ta đã 3 lần nhìn thấy mặt của kẻ sát nhân. Nhưng khi lão Song lấy ra bức ảnh của Park Jae Hwan, đồng tử của kẻ ngốc bỗng nhiên giãn ra. Bạn có biết ngọn lửa đó nóng đến mức nào không? Nhìn vào bức ảnh này. Nóng quá. Hãy tỉnh táo lên. Đây là lần họ gần với sự thật nhất. Nhưng khi cha của kẻ ngốc đến, kẻ ngốc dường như bị kích động và bắt đầu nói nhảm, thậm chí chạy lên đường dây để chỉ huy tàu hỏa ở đó. Lão Sòng muốn tiến lên để ngăn cản anh ta, nhưng anh ta vẫn chậm một bước. Và như thế, sự thật lại một lần nữa bị chôn vùi. Điều đó khiến lão Sòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể thả Park Jae Hwan ra. Nhưng ngay khi mọi người muốn từ bỏ, cuộc gọi điện đã mang lại bước ngoặt mới cho vụ án. Các bác sĩ pháp y đã tìm thấy một số dịch cơ thể trên quần áo của nạn nhân, và những dịch cơ thể này chắc chắn là của hung thủ. Chỉ cần so sánh với DNA của Park Jae Hwan, có thể xác định liệu anh ta có phải là hung thủ không. Nhưng vấn đề đã xuất hiện. Lúc đó, Hàn Quốc không có công nghệ tiên tiến như vậy, cách duy nhất là gửi dịch cơ thể đến Mỹ để kiểm định. Vì vậy, trước khi kết quả trở lại, việc giám sát Park Jae Hwan trở thành nhiệm vụ duy nhất của lão sư. Tuy nhiên, con người luôn mệt mỏi, nhưng không muốn ngủ một giấc, Park Jae Hwan đã lợi dụng cơ hội lên xe buýt. Mặc dù lão sư phát hiện kịp thời, nhưng do xe cảnh sát không đủ mạnh, chỉ có thể bất lực nhìn anh ta biến mất trước mắt. Trong khi đó, vợ của lão Song đang chuẩn bị đến làng bên để gửi thuốc cho bệnh nhân, nhưng cô ấy phải đi qua một khu rừng vắng vẻ, và có một bóng đen trong khu rừng xa đang lạnh lùng nhìn cô ấy. Đó là một cô gái đi ngang qua, nhưng bóng người đó lại do dự giữa hai người. Cuối cùng, hắn chọn cô gái trẻ hơn. Vì thế, vợ của lão Song may mắn thoát nạn. Ngay sau đó, một người đàn ông cầm tay cô gái xuất hiện trong rừng. Anh ta sắp xếp dụng cụ học tập và bộ đồ ăn của cô gái ngay ngắn trước mặt. Cô gái chỉ có thể hoảng sợ nhìn tất cả những điều này, mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Ngày hôm sau, thi thể của cô gái được phát hiện. Cây bút bi và cái thìa của cô được ghim sâu vào cơ thể cô. Ngay cả nhân viên pháp y cũng không thể nhìn tiếp và đã nôn mửa. Sau khi biết tin dữ này, lão Su cảm thấy như mất đi linh hồn, bước đi loạn choạng đến hiện trường, phát hiện ra đó là cô gái từng cung cấp cho anh ta manh mối. Lão Sử cảm thấy sâu sắc sự bất lực, nhưng điều anh ta có thể làm chỉ là giúp cô ấy chỉnh lại quần áo. Sau đó, đầy giận dữ rời đi. Anh ta muốn báo thù cho cô gái tội nghiệp này. Anh ta muốn tự tay giết chết Park Jae Hwan. Vì vậy, anh ta dẫn Park Jae Hwan đến đường dây và rút súng của mình ra. Hãy nói cho tôi biết, anh đã giết những người phụ nữ đó. Ngay khi anh ta chuẩn bị bắn chết người đó, Park Jae Hwan đã đánh rơi khẩu súng của anh ta. Và lúc này, lão Song với báo cáo từ Mỹ chạy đến. Báo cáo này đã tiết lộ một sự thật đáng kinh ngạc. Báo cáo cho thấy dịch cơ thể hoàn toàn không khớp với Park Jae Hwan 5411. Điều này có nghĩa là thủ phạm thực sự là người khác. Kết quả này đối với lão Sử chắc chắn là một đòn giáng mạnh. Anh ta bắt đầu nghi ngờ liệu báo cáo có sai không. Vì vậy, Park Jae Hwan phải chết. Nhưng lão Song đã đứng ra ngăn cản anh ta. Nhìn vào mắt tôi. Tôi không biết. Bạn cũng dậy mỗi sáng chứ? Cút đi. Tâm đạo của lão Song đã hoàn toàn vỡ vụn vào lúc này. Anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật tàn khốc này. Lúc này, một đoàn tàu lao qua. Park Jae Hwan đã bị đẩy sang một bên. Khi đoàn tàu đã đi xa, Park Jae Hwan đã đi vào trong đường hầm. Lão Su không cam lòng liên tục bắn vào Park Jae Hwan, nhưng không phát nào trúng. Anh ta nhìn về phía hai cảnh sát bất lực bên cạnh, sau đó như biến mất vào bóng tối ấy. Thời gian trôi qua, 17 năm đã lướt qua trong nháy mắt. Lão Song đã trở thành một người đàn ông trung niên. Anh ta sống hạnh phúc và viên mãn trong gia đình. Tuy nhiên, anh ta đã từ bỏ nghề cảnh sát để trở thành một doanh nhân. Và khi anh ta trở lại hiện trường vụ án năm xưa, dường như lại trở về ngày đã thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy, anh ta từ từ tiến lại gần, cúi người nhìn vào bên trong. Đúng vào lúc này,
Một cô bé tò mò đã gọi anh ta lại. Có gì ở đây không? Có gì không? Không. Vậy tại sao bạn lại nhìn? Tôi chỉ nhìn thôi. Thật là lạ. Cái gì? Một thời gian trước, một người đàn ông cũng đã nhìn vào đây. Tôi đã hỏi anh ta câu hỏi tương tự. Tại sao anh ta lại nhìn vào đó? Anh ta nói gì? Nói gì? Đúng rồi, anh ta nhớ lại những việc đã làm ở đây trước đây. Vì vậy, anh ta quay lại để xem. Bạn đã thấy mặt anh ta chưa? Anh ta trông như thế nào? Phim tới đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem tập 3 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.